Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đã vào mùa con sam biển, nên sam đã được một số tiểu thương bày bán ở một số nơi trên địa bàn huyện Đông Hải. Sam được bán nhiều nhất là ở khu vực Kinh 1 thuộc ấp Bình Điền, xã Long Điền Tây, hay ở Kinh 3 và Mũi Tàu thuộc ấp 5, thị trấn Gành Hào, và thỉnh thoảng xuất hiện ở một số chợ của các xã ven biển. Sam biển được bày bán với đủ kích cỡ, loại từ vài trăm gram đến trên 1 kg mỗi con. Hiện sam bàn hay còn gọi là sam lớn có giá từ 200.000 đến 220.000 đồng một con. Còn sam chì dôi hay còn gọi là sam nhỏ có giá từ 20.000 đến 25.000 đồng một con. Mùa sam thường bắt đầu từ tháng 9 âm lịch cho đến Tết Nguyên Đán thì kết thúc, nhưng nhiều nhất là khoảng tháng 11 âm lịch. Đây là thời điểm trứng sam già, sam vào cạn để đẻ, cũng là thời điểm trứng sam ngon nhất. Sam biển là loại hải sản được nhiều người ưa thích bởi rất bổ dưỡng và có vị ngon lạ miệng, nhưng lại dễ nhầm lẫn với con sò, một loại hải sản có chứa chất kịch độc, có thể gây chết người vì hai loài này có hình dạng khá giống nhau. Đối với con sam lớn thì rất dễ nhận biết, chỉ cần nhìn vào cái đuôi dài có hình tam giác là biết ngay con sam. Vì con sò thì đuôi khi cắt ra có hình tròn hoặc bầu dục. Tuy nhiên, người ăn bình dân thường chọn sam chì dôi cho rẻ tiền, mà sam nhỏ thì rất khó phân biệt với con sò. Do đó, việc trang bị kiến thức phân biệt sam với sò trước khi ăn là điều rất cần thiết. Đây là một con sam. Tôi nói đây là con sam, là nó hình thù nó như thế này, cái đuôi nó như thế này là một con sam ha, đầu nó bự hơn là con sam phải không? Nhưng đến khi con sò thì nó lại không như con sam, mà cái đằng sau này nó lại tới đằng gần đầu. Cái đầu chút xíu ạ, mỏng mà nó đi chút xíu. Mà cái đuôi này thì nó bự hơn cái đầu phần gần, nó chiếm 3/4 của cái đầu, nhưng mà cái đít này nó lại thụt lô như thế này này, nó đồng thanh đồng thổ là con sam. Còn cái này thụt lô tới đây mà nó bự tới đây là con sò. Con sò nó có lông lá rồi bù sụp hết trơn, gai gốc tùm lum, còn này đâu có gì đâu. Này con sam người ta gặt ghi luôn mà. Còn con sò á là nổi lông cao, gai gốc nó u sù giờ thấy ghê lắm. Trời, cả ngàn con không có một con nữa. Mà ở đây về thấy lật bỏ mà hồi đó giờ bán cái chưa thấy. Theo những người dân giàu kinh nghiệm đánh bắt sam và bán sam, con sam thì lớn hơn con sò và thường đi cặp, trong khi con sò nhỏ hơn và thường đi riêng lẻ. Lưng con sam ít lông hơn con sò, nhưng con sò lại có màu xám sậm đen hơn con sam. Để thưởng thức món ăn ngon lạ miệng này, người mua sam cần đến những địa điểm uy tín để tránh ngộ độc chết người, vì sam rất dễ lầm với con sò.